chỉ cần bỏ ra 40.000 là hên xui là có thể sở hữu một cái con nữ hòn như thế này. Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Mông. Chào mừng các bạn đến với channel của mình nha mọi người. Thì hôm nay mình đang có mặt tại nhà anh Thức nữa mọi người. Thì hôm nay ở bên đây có một cái dòng cá, hiện tại cũng thấy anh em săn đón khá là nhiều mọi người. Đấy, cũng là một cái dòng cá mới thôi. Nên hôm nay mình có qua đây quay cập nhật cho anh em xem ha. Thì đây mọi người, đây là một dòng cá nóc nha mọi người. Ồ, anh em thấy không? À, thì không gian cũng rất là quen thuộc hơn mọi người, cũng chủ yếu là cá lóc. Đấy, đây là một bé nữ hồ mọi người, nhưng mà hôm nay anh Thức có về thêm một cái con này con tên gì anh Thức ha? Lóc MBU em. Dạ, MBU hả anh? Dạ. Ồ, đây mọi người nhìn rất là đẹp luôn. Thì hôm nay qua đây quay cho anh em xem. Thì hôm trước là anh Thức hình như về nhiều lắm đúng không anh Thức? Anh về 7 con. 7 con, bây giờ còn có 1 con anh Thức. Nhà 3 con. À dạ. 4 con. Dạ. Đó, thì qua cập nhật cho anh em xem ha. Thì thấy dòng này còn rất là mới luôn, mà nhìn rất là đẹp luôn, cưng lắm luôn á. Đó. Hôm nay qua tìm hiểu tí về cái dòng cá nóc này nè anh Thức. Không biết cái con cá nóc này là nó sống nước ngọt hay nước mặn anh Thức ha? Nước ngọt em. Dạ. Ồ, là nước ngọt luôn. Nó là bự nhất trong dòng nóc đó. Dạ. Trời ơi, cái con này mà massage 60-70 luôn á hả? Đã dữ hả? Vậy cái size này là nó còn nhỏ. Dạ. Dạ. Đó. Anh em xem nè, nhìn rất là đã luôn. Ừ. Ủa anh Thức, cái con này không biết là nuôi nó có dễ không ta? Hay là... Dễ với người biết chơi. Dạ. Khó với người không biết chơi thôi. Ồ. Nó cũng như nóc lóc vậy, cũng dễ sống lắm. Dạ. Vậy là cái con này mình chỉ cần chơi nước ngọt thôi là được đúng không anh Thức? Đấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Ủa, thì cái con này như cái con lóc nóc bèo nóc gì em thấy cũng có nóc bèo nóc gì em biết là nó có cái bèo khác. Dạ. Rồi 3K nữa. Rồi nóc câu nữa. Dạ. Mà con này là size bự nhất trong dòng luôn. Dạ. Má size nó bự nhất. Dạ. Là năm vũ của con 32 cm. Wow, 32 cm. Trời ơi, rất là đẹp luôn á mọi người. Đây. Dạ. 32 cm mấy chục triệu. Wow. Quá đã luôn. Thì anh em có thể tham khảo cái cách setup hồ cá nóc này mọi người. Thấy cũng bình thường, như cái đây hình như là cái nền lóc luôn nè. Chơi cái nền lóc sao là bỏ qua chơi cá nóc như vậy luôn. Trời ơi, này rất là đẹp luôn. Này thường thường mình cho ăn gì anh Thức hả? Tôm, ốc, trùng. Trùng luôn hả anh? Dạ. Ôi. Con nhỏ ra mình như trùng huyết á. Dạ. Không lạnh đó, trùng mà chỉ á. Dạ. Trời, nhìn rất là đẹp luôn á. Nhìn ngầu, này có thấy anh quay video á mà công nhận trên video không đẹp bằng mình ra ngoài mình nhìn nha. Ra ngoài nhìn, quay ra nó đẹp hơn. Còn dạ. Con 3K là nó chỉ có sọc thôi à. Là sọc hả anh? Ừ, sọc dài cũng từ đây từ người tôi á, cái sọc trên người sọc nguyên cái lượng á. Dạ. Này nó có hoa văn. À, này là nó có hoa văn. Rồi cái con mắt nó em thấy nó cũng khác nữa ha. Dạ, là cái màu bản sắc của nó vậy luôn á anh. Trời ơi, đẹp quá mọi người. Đây để mình quay lên mình xem. Nhìn rất là cuốn luôn á mọi người. Quá đã luôn. Đấy. Thì hôm nay thấy hôm trước mình có quay một video có nhóc râu á mọi người, thì thấy anh em cũng quan tâm cái dòng cá nóc thì rất là nhiều. Thì hôm nay biết anh Thức có về ít cá nóc này mọi người, mà cái loại đây là dịch ra tiếng Việt là gì ta? Cái vua á anh. Kinh hả? Vậy cái tên của nó là gì mới nè anh, nói em quên mất rồi. MBU. Đó. Này cái tên của nó là MBU nha mọi người. Đấy. Thì hiện tại là cá có sẵn ở bên anh Thất luôn nha mọi người. Anh em nào mà đang tìm cái dòng cá nóc thì có thể qua đây ngắm ha.
cũng như là tham khảo rất là đẹp luôn. Mình công nhận luôn mọi người là mọi người xem cái con cá nóc này ở ngoài nó đẹp hơn ở trong video rất là nhiều luôn nha. Video là mình cố gắng quay cho anh em xem rồi đó, chứ thực chất ở ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều mọi người đó. Thì hôm nay qua đây cập nhật cho anh em cái dòng cá nóc này nè, rất là đẹp luôn. Ủa anh thức có cái gì cho nó ăn không ta? Cái con này nhìn nó ăn, thường thường em thấy anh em cho nó ăn á, nhìn nó sung lắm luôn á. Có gì cho nó ăn không? Ngâm nữa. Ngâm nữa hả? Tiếc ghê mọi người, không biết cái này có gì cho nó ăn á. Sẵn qua đây thì quay cho anh em xem lại mấy con cá lóc rất là đẹp luôn. Thì qua đây chỉ cần ngắm mấy con cá săn ngồi đây là hết ngày hết giờ, rất là đẹp. Nước cá lóc mình nuôi trong quá mọi người, nước rất là trong luôn. Xài cái lọc tràn này mọi người đó. Nên cái hồ này rất là trong luôn. Ở đây thì có cái gương này mọi người đó. Đây. Mà thường thường mấy con này không cần kè gương mọi người. Cá bơi ăn thức thì kiểu nó chỉ kè tay thôi mọi người. Dưới đây thì có con nữ hồ nè. Thì bơi ăn thức chủ yếu là cá lóc là nhiều thôi. Quay là quay cá lóc thôi. Đây này nó biết chủ của anh thức. Em kìa nó không nhảy ta. Anh tới mọi người nhìn này, thú chơi cá lóc rất là đã luôn ấy. Đấy, có cái hồ của con kiểu nó này à. Quảng đâu á. Dạ. Này ra lại. Đấy, thì con này nó có khả năng hồi phục rồi mọi người. Nên có gắt một tí cũng không sao đâu nha. Tự nó tự hồi phục lại mọi người. Bên này là chắc hồ trống rồi, hồ đây chắc anh thích ở dời cá nóc nè. Đấy. Sẵn qua cập nhật thì quay cho anh em xem chứ. Rất là đây là con cá nữ hồ nè. Đấy. Thì anh thích đang xả tôm rồi mọi người. Ủa cái này là tép hả anh thích? Tép mũi. Là mỗi lần cho ăn là mình sẽ xả đâu. Quay luôn quay cho anh em xem. Đó, đây mọi người. Cái sao đậu. Đây mọi người. Đây là con tép nè. Đó. Thức sẽ cho cá cá ăn cái con này mọi người. Tép thì anh em có thể mua về. Mua về bỏ đông rồi làm. À. Ủa là cái này tép sống rồi anh thức rửa sạch rồi đông lạnh hả? Hay là rồi, mua tép? Dạ. Ồ. Đây mọi người. Đó. Thì cái con cá nóc là mình chơi mình cho ăn cái này cũng được rồi đúng không anh thức? Đúng rồi. Dạ. Đấy. Rất là đã luôn mọi người. Đó. Rồi trong thời gian chờ đợi cái này nó gã ra cho cá nóc ăn quay cho mọi người xem thì mình cập nhật lại sơ sơ mấy dòng cá lóc ở đây nha mọi người. Đó. Hoàng đế. À hình như mấy con cá lóc này em thấy anh thức cũng có đấu giá rồi đúng không anh thức? À mấy con này phải số số, mấy con kia này phải số số nè. Dạ. 40.000 số. À là thường thường là anh thức sẽ đấu trên Facebook đúng không ta? Đúng rồi, phải của anh mini game đó. À ok thì anh thức có thể nói cái thể lệ chơi ở trên đây luôn được không ạ? Ờ anh chơi là ví dụ sổ đại này là sổ thứ hai nè. Dạ. Thành phố. Dạ. Hai số cuối đặc biệt. Dạ. Là hai số cuối đặc biệt là anh em tham gia thì chỉ bình luận một số ha anh thích. Rồi chọn số. À chọn một số rồi một số là 40.000. 40.000. Vâng. Vậy tính ra là chỉ cần bỏ ra 40.000 là hên xui là có thể sở hữu một cái con nữ hòn như thế này nè mọi người. Đó thì anh Đức thường thường cũng thường tạo ra mấy cái mini game sổ số như thế này để anh em tham gia chơi vui vẻ thì mọi người có thể chọn nhiều số đúng không anh Thức? Đúng rồi, có thể chọn nhiều số. Dạ, đấy thì nếu mà anh em muốn thử vận may đó, kiểu hên xui thì có thể vào cái link Facebook của anh Thức ha. Thì cái link Facebook của anh Thức thì mình sẽ đổi ở dưới cái phần mô tả cũng như là bình luận nha. Đấy, để cho anh em có thể vào đấy tham gia chơi mini game nha mọi người. Thể lệ chơi thì rất đơn giản luôn, như anh Thức nói đó. Chỉ cần anh em
chọn hai số, dạ, chọn hai số bất kỳ đấy ở trên cái trang Facebook của anh Thất á, thì thường thường sẽ có những cái bài viết, đúng không anh Thất? Có những cái bài viết anh Thất sẽ đỡ như vậy đấy, thì anh em cứ chọn hai số rồi mỗi số là 40k đấy, rồi cuối ngày mà sổ số đại nào nếu mà ra cái số của anh em chọn thì có thể sở hữu được một con cá lóc nữ hồ Indo như thế này. Cái con này là đã chơi rồi đúng không anh Thất? Chơi rồi. Chơi chưa? Chơi rồi nè. Đó là con này chơi rồi nè. Đang chơi con này nè. Thứ hai sổ luôn nè, thứ hai là 29 tay à. Dạ. 29 tay. Bao nhiêu người tham gia anh? Bao nhiêu con số rồi? 40 người rồi, còn 60 số nữa. À 40 người là còn tới 60 số luôn rồi. Đó. Thì anh em cảm nhận ha. Dạ. Đấy, thì mình đợi cái link Facebook của anh Thất ở dưới phần mô tả cũng như bình luận nha, anh em có thể tham gia chơi. Này mình cũng thấy anh Thất làm mấy cái game đó mọi người, nhưng mà không có hồ nuôi. Rồi có hồ nuôi là em cũng thử vận may rồi. Rồi đây đây em mọi người, giờ coi anh Thất cho cá nóc ăn rồi mọi người. Cái con này, ủa nó có nhảy không anh Thất? Không, anh để cái lưới sẵn đợi mình luôn. Đúng, đúng. Nhìn ăn dễ ghét đi trời. Đó, để quay cho mọi người xem nha. Thì con này như anh Thất nói là ăn tôm tép nè. Trời ơi. Nhại nghì tiếng luôn á anh Thất. Mọi người coi nè. Mọi người nghe cái tiếng của nó nè. Mình là mình nghe cái tiếng nó nhai gột gột luôn mọi người. Trời ơi. Nhìn cân muốn xỉu đi trời. Ủa anh Thất, cái con này là giá nó tầm bao nhiêu vậy anh Thất? Tham khảo tham khảo. Dạ. Ồ, size bao nhiêu xăng ta? 16 xăng. Size con này 16 xăng nha mọi người. Con MBU. MBU. À, là 3.8 triệu, 16 xăng nha mọi người. Một con cá nóc như thế này nha mọi người, nhìn rất là cân luôn. Trời ơi. Quá đã luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Để quay kỹ cho anh em xem nha. Cái con mắt nó rất là đẹp mọi người. Giờ thì anh Thức đang cho mớ cá lóc ăn rồi mọi người. Rất là đẹp luôn. Thiên đường của những anh em thích dòng cá lóc cảnh cũng như dòng cá săn mồi nha mọi người, có thể qua đây. Đấy. Thì mình cũng lâu lâu cuối tuần mình qua đây mình cập nhật cho anh em xem. Đấy. Tới cuối tuần có thời gian mình sẽ qua đây quay cá anh em xem. Anh em nào không có thời gian hay ở xa có thể vào đây xem video cá vui nè, cũng như cập nhật thêm một số cái dòng cá săn mồi khác, đặc biệt như là hôm nay đó là dòng cá nóc MBU ha mọi người ha. Rồi nhìn cân muốn xỉu trời, đẹp quá, rất là đẹp luôn. Cái con này hổng như em có coi được cái clip bên Trung hay sao, to lắm, bự mà hình như cái đuôi của nó lúc nào cũng túm túm vậy hả anh Thức, hay là dạ. Ủa cái chiều dài cái con này là mình tính từ cái đầu ra cái đuôi luôn chứ ha? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đó, là cái chiều dài con cá là sẽ tính từ đầu ra tới cái đuôi luôn mọi người. No rồi cái gì ấy, no rồi mọi người, mới ăn đây mà no rồi. Hay là ngại camera không biết nữa. Còn phía bên này là anh Thức đang cho con hoàng đế ăn, rất là to, đẹp lắm mọi người, quá đã luôn. Đó, rồi quay sơ sơ cho anh em xem nha, cá lóc đấy, đó. Nữ hoàng mọi người, rất là đẹp luôn, quá đã luôn mọi người, rất là tuyệt vời đấy. Thì những con cá này thì anh Thức có tạo mấy miligam, anh em nhớ tham gia ha. Có hứng thú muốn thử vận may thì có thể tham gia. Con này chưa thấy lên game nè, thì lấy game nữa rồi. Nó lên. Dạ. Lên 30.000 số. Dạ. Rất là đẹp luôn nè. Dạ. Pháo ít người chơi. Dạ. Mà pháo sai cỡ này thấy ở mình ít mà. Pháo toàn là size to không chứ size cỡ này thấy cũng khá là ít luôn á. Con này đang chơi mini game nè nha mọi người. Đó.
rất là đã luôn. 40k hên xui lậm luôn biết cái nóc này đây, trên đây có giá trị thì mọi người 4 triệu gấp cả trăm lần luôn nè, 40 đúng rồi, gấp cả trăm lần đó. Thì anh em có thể sở hữu một cái này chỉ với giá 40k đấy, 40k vô bía nữ hòn ha. Thì vào link Facebook của anh Thức nha mọi người. Đấy, mọi người có thể đọc cái thể lệ cũng như là cái cách chơi ở trên cái link Facebook đó nha mọi người. Đấy, thì mình hôm nay qua quay rồi anh Thức có tạo những cái mini game như vậy để kiểu như cho anh em có thể tiếp cận được cái những cái con cá VIP như thế này mọi người. Mình thấy rất là quý luôn á. Nhưng mà với một cái sự may mắn hên xui đấy, anh em có thể sở hữu chúng rất là đẹp luôn. Đó. Anh em có thể tham gia ha. Đây là mình qua đây mình thấy con này đẹp quá mọi người. Hôm anh Thức mới về nhiều lắm mà không có thời gian qua cập nhật cho anh em xem. May mà hôm nay qua ha là còn được một con nè mọi người. Nên cũng tranh thủ quay cho anh em xem nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ơi, quá đã luôn. Rồi, nay qua đây quay cá sơ sơ thôi cho anh em xem ha. Anh em ngắm cá vui vẻ một ngày cuối tuần. Rồi còn biết được thêm những cái mini game mà anh Thức tạo ra để anh em có thể tham gia chơi nè. Rồi, chắc video của mình cũng xin kết thúc tại đây cho mọi người. Nếu muốn sở hữu cá VIP bằng thể lệ tham gia mini game thì hãy vào trang cá nhân của anh Thức nha mọi người. Đó là những cái event cũng như là những cái mini game rất là hiếm người tạo nha mọi người. Đấy, thường thường người ta chỉ tạo đấu giá không, đúng không anh Thức? Chứ không có kiểu như là may mắn sở số như thế này đó. Thì anh em có thể liên hệ anh Thức nha mọi người. 40k có thể sở hữu cái lóc nữ hồ như thế này nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.